Trời ơi, sao anh đẹp trai quá vậy? Dạ em chào chị Chi và em chào anh Tuân cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em chào chị Chi, em chào anh Tuân. Dạ em tên là Thành Công. Thành Công. Dạ, và mọi người hay gọi em là Will. Còn đây là Bảo Kỳ. Bảo Kỳ có tên tiếng Anh là tên gì không? Raymond. Dạ. Raymond. Raymond. Dạ. Dạ, Raymond. Raymond. Rồi hai bạn ở đâu ha? Dạ, hiện tại thì tụi em ở Cần Thơ. Cần Thơ. Dạ. Nói cần gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Tuân có muốn đến thử một lần xem sao không? Nếu chị đi với em thì em đi nè. Đi, nha nha, sao chứ nè, hai chị em đi nha. Rồi. Chợ nổi. Một chuyến Cần Thơ. Ok, rồi, định. Tuân giờ rất thắc mắc về câu chuyện tình cảm, tại vì hai bạn quá đẹp đôi đi. Nên chắc là khán giả cũng rất là hào hứng để nghe câu chuyện tình cảm của hai bạn. Tụi em quen nhau cũng được 5 năm rồi anh. Là vào ngày 23 tháng 4 năm 2015. Làm sao mà hai người có thể gặp được nhau? Thì cũng tình cờ là lúc đó đi tập gym. Rồi sau đó em gặp Kỳ cũng đi tập. Lúc đó Kỳ vào thì nhìn rất là thư sinh, trắng trẻo, trắng hơn bây giờ nhiều luôn. Mà lúc đó lại đi chung với là một bạn tiểu mỹ thụ. Kiểu như là hai người đăng ký vào cùng một ngày thôi. Nhưng mà em cứ tưởng là hai người quen với nhau. Đến một ngày thì là đi ăn buổi chiều thì có mời Kỳ đi ăn chung. Lúc đó mới giới thiệu tên là em là tên là Phạm Thành Công, mà em nhấn mạnh là Phạm vào Thành Công. Thì lúc đó thì Kỳ cũng không nói gì hết. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì Kỳ về nhà. Rồi bắt đầu mới tìm ở trên Facebook á, search tên em ra mà không ngờ lại ra được cái nick của em. Cũng có kết bạn mà em không có đồng ý. Sao mà cứng đồng ý? Tại vì em thấy cái Facebook của em lúc đó là có nhiều người trong giới á, mà em quen với Kỳ kiểu như là chỉ là bạn bè thôi. Em nghĩ là Kỳ là chơi hẳn. Cái tới lúc mà Kỳ tạo một cái nick ảo, cái Kỳ vào Kỳ giống như là bộc lộ luôn. Bộc lộ ra nói là bây giờ anh yêu em quá trời rồi, không biết gì sao nữa. Nhưng mà không cho biết mặt. Rồi nói là anh biết em học ở chỗ nào đó. Bây giờ 3 giờ chiều nay thì là anh đứng trước cửa phòng học của em để anh tặng quà cho em nha. Em học mà trong lòng cứ nao. Cái lúc 3 giờ cái xin thầy cô ra đi vệ sinh, chủ yếu là đi lượn coi có ai không. Rốt cuộc không có ai hết. Kiểu như là nói chọc để cho kiểm tra coi em có phải như vậy không. Thì Kỳ bắt đầu mới lấy cái nick chính của Kỳ á, nhắn tin cho em. Bắt đầu là nhắn tin, tại vì em liệt kê tiểu sử là em sinh năm bao nhiêu, tuổi con gì, rồi thích được quan tâm này kia. Ổng cứ nhắn tin, ổng cứ nói là thích được quan tâm với không này kia, là có những kiểu giống như là bộc lộ ra luôn là cái cảm giác thích của mình luôn. Cho anh hỏi Kỳ nhá, điều gì ở công mà để gặp một thời gian ngắn, sau đấy Kỳ bảo là anh yêu em quá trời rồi. Thật ra là lúc mà em tạo Facebook là mang cái ý nghĩa là chọc ghẹo nhiều hơn, chứ thật sự là em chưa có biết gì về LGBT chứ. Em chưa có mà một mối tình dắt dai nữa. Em ở trong một gia đình nhưng mà kiểu như là mình ít có được nghe những cái lời nói quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà mình gặp ở công thì là có cái sự quan tâm. Với lại là rất là chu đáo. Giả sử mình tập gym mà mình không có đeo bao tay á, cái công lại công hỏi. Không đeo bao tay rồi nữa, cái tay của mình nó bị chai á. Rồi sao nắm tay người yêu? Còn nói vậy hả? Thả thính đó, thả thính trước đó rồi. Rồi em nói làm sao? Công nói vậy thì em nói làm sao? Nói chung là em cũng ngượng lắm. Em gặp mà kiểu như em gặp trai đẹp là em ngượng lắm. Tại lúc đó em gọi là em lúc mà em mới vô tập gym em cũng chưa gọi là được đẹp trai nữa. Tại lúc đó em còn ốm. Hai người gặp nhau nói chung là cũng thích nhau từ đầu đó. Dạ đúng rồi. Mà để trong lòng, năm ra là ngại ngùng đúng không? Dạ. Tới cái hôm đó thì công mới rủ em đi xem phim. Mà vô cái công lấy cái tay công khều khều em. Khều ở đâu em? Kiểu như cái tay em để trên cái ghế rồi công lấy khều mà không biết. Đó. Bây giờ em có muốn chị khều không? Em không biết khều ở đâu. Bây giờ chị khều chị là gọi là cái gì? Thị Phạm nha. Chị khều em. Ví dụ kêu như nè, ngồi cái mình nè. Đó. Cái gì đâu mà không biết. Vô gặp chiếc phim đó anh. Ý của em đó là không biết khều ở chỗ nào. Chị khều tay thôi chứ sao khều chỗ nào chứ. Chứ giờ mới quen sao em nghĩ khều chỗ nào? Khều vai. Không mà thường thường không ai khều vai á. Tự nhiên ngồi nếu mà khều vai là phải say. Mất lịch sự lắm, khều của ta vậy nè. Em suy nghĩ gì vậy? Là ngón tay út móc vào ngón tay út. Cái khều mà xin nhau với nhau mà thích nhau là phải khều tay. Hoặc là nắm tay để khều khều trong cái bàn tay, chị hiểu không? Em nói thật với chị nha, em vào rạp phim á, em có khều đâu, em thích em qua xem hôn luôn á. Xong em rồi, là quá bảo. Tại vì vào đấy tối thui rồi khều chi nữa cho mẹ. Em là quá là chấn động, không ai làm lại. Không chị ơi, cái này hôn luôn. Khều xong là hôn luôn. Chưa. Mới đầu vô là khều khều, rồi cái đầu Kỳ quay qua cười với em. Lúc đó cái em ăn bắp, cái em đút cho một miếng. Cái xong rồi cái ăn được miếng rồi cái kêu đút nữa.
Đúng rồi, cái là hai đứa đó chạm ánh mắt với nhau. Nè, đưa một cái mà ăn là đã đồng ý. Dạ. Mà đưa thêm một cái nữa là em đã chịu đèn rồi đó, ăn tiếng tới ngươi đi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Là đúc lần thứ ba là hút luôn. Dạ đúng rồi. Em vừa mới đúc lần thứ ba xong là ổng quay qua là ổng nắm vai ổng kéo vào ổng hôn. Là lần đầu tiên luôn. Mà chị chưa biết cái nụ hôn đầu tiên đó nó rất là ngộ, mà tới giờ em vẫn còn nhớ nữa. Kiểu giống như là em bé mà bú sữa vậy đó chị. Hôn cái môi mà kiểu như không có cho em cử động môi luôn. Nó kiểu như vậy hả? Kiểu vậy nè. Là anh bắt em chu mỏ ra rồi. xong tí nó gỡ ra em có bị cái viền ở đấy không? Dạ có, sưng lên luôn, nó rất là đau luôn mà. Là hôn quá mạnh đi. Bố cái miệng gì nè. Là không giật ra được. Dạ đúng rồi. Hiểu không? Từ cái mặt kiểu. Cái phần môi trên của mình là chạm vào môi dưới của người khác. Dạ. Nó nửa nửa cho người ta thở nữa em. Em bịt cái mũi lại là thôi luôn á. Không biết kết hôn. Là lúc giờ là chưa có hôn lần nào. Cái xong lúc đó là em cũng hơi hoảng rồi nha. Là cỡ 5 phút đó mới buông em ra. Là không buông ra, cỡ cái gì. Xong hết là cái phim chiếu xong là em không biết cái phim là nó nói về cái gì luôn. Cái vừa mới kết thúc phim ra gặp chiếu phim cái khều khều nói: ông có tin tôi hôn ao ngay chỗ này luôn không? Kiểu như là khoái á, khoái là muốn nữa. Em nói em sợ quá trời, em đi te đi luôn. Nhưng mà lúc đấy trong lòng của em như thế nào? Hoang mang, rất là hoang mang. Vừa hoang mang mà vừa có thích ở trong đó. Dạ. Yeah. Nếu như không thích thì không thể nào mà ăn bắp hoài và để cho người ta hôn. Yeah. Cái đó là cái bật đèn xanh. Dạ. Yeah. Đúng không? Đâm ra là có thích nhau nhưng mà vì lần đầu tiên hôn nhau nên cảm thấy ngượng ngùng. Trước kia Kỳ đã từng hôn ai bao giờ chưa? Chưa có hôn. À, đấy là nụ hôn đầu tiên của Kỳ luôn hả? Là lúc đó là Kỳ đang quen với lại một bạn nữ. Là em cũng chưa hôn bằng nữ luôn hả? Hôn má hả chị? À hôn má thôi chứ chưa hôn môi. Quen với bạn nữ lâu không Kỳ? Dạ được khoảng 2 năm. Nhưng thật sự nhìn em á. Dạ. Em rất là nhìn giống như một con trai. Tới giờ em cũng vẫn nhìn cái nét nam tính em cũng rất là nhiều. Sau cái buổi hẹn hò Bắp Giang đó dạ. Thì bao lâu thì hai người chính thức quen nhau? Một tuần sau đó hả? Một tuần sau đó là rủ về ở chung rồi anh. Dạ, là ở rồi. Nhà của em hả? Không, ở trọ anh. À thuê nhà trọ. Lúc đó là trọ. Còn học đại học. À, sau một tuần là em ngủ về anh thị tẩm xong rồi cái là em tắt phòng luôn. Thì đó anh Tuân đang muốn hỏi cái vấn đề đó. Em chưa làm gì luôn chị ơi. Chị là hiểu anh Tuân, anh Tuân bị khẩn 3 giây sau đó em mới nói là vô thị tẩm, anh Tuân ờ là rõ ràng đúng không? Không, có nghĩa là anh định thay mặt khán giả anh hỏi nhưng mà anh thì đúng rồi. Em nói ra luôn hiểu không, nên anh khỏe quá anh dừng lại một mà anh đang muốn nghe cái câu đó tại vì lần nào em nghe chương trình là cũng thấy anh Tuân anh hỏi cho cái chuyện đó hết. Thấy chưa? Vậy là chị đâu có phải là chị nói oan cho Cưng đâu. Là cái lần đấy cũng là cái lần đầu tiên của Kỳ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mà tốt hết hả em? Dạ cũng không. Nói chung là nó rất là ngộ. Dạ tại vì trước đó là em quen với bạn kia là em là trên. Và sau khi mà cái mối tình cuối cùng của em trước khi quen Kỳ là em cỡ một năm mấy em không quen hết. Em đâu có chuẩn bị dụng cụ gì ở nhà hết đâu. Chỉ có sẵn một cái tép kia thôi. Rồi không có cái gì trơn hết. Thì bắt đầu suy nghĩ tới bây giờ sao ta nghe trên mạng ta nói là dầu ăn hay sao. Cái lúc thầy quá, thầy quá, tiếp em, thầy quá. Mà em nói trời ơi dầu ăn cái đó dơ lắm. Lưu xanh cũng được vậy, tiền dầu ăn gì. Đã nói là không có cái gì cả mà. Không có cái gì cả luôn. Đã là không có cái gì cả. Dạ. Đẹp chị, là gì chị nữa. Bình tĩnh để bạn kể nào. Cái xong em thấy em hay đắp mặt bằng dầu ô liu. Thì thôi nghĩ tới cái đó, ừ chắc một sáng tạo. Cái xong cái lần đó sử dụng cái đó mà không có được suôn sẻ. Bị chảy máu quá trời luôn, em cũng sao. Bây giờ chị khuyên nha, nếu mà không có dụng cụ đủ tiền ngưng đơn sơ thôi. Xào khô. Xào mà đừng có để mà đi mà cái chuyện đổ máu là bị xuống. Hiểu không? Đơn sơ là sao chị, là sao? Nhẹ nhàng thôi, giống như em nói xào khô đó. Không, khi nào là đơn sơ, khi nào là phức tạp chị? Khi nào phức là phức tạp thì em là em trong cái giới tên chị là con gái mà sao chị biết được? Tại vì em thấy chị phân tích kỹ chị quá. Chị phân tích là chị đang gợi ý cái vấn đề đó, cái câu chuyện đó thôi. Còn cái vấn đề thực hành là tụi em là gay, còn chị là bánh bèo. Chứ sao chị biết chị được? Chị biết tại sao em hay hỏi khách mời, tại vì em hơi ngây thơ chút á, em không hiểu mấy cái đấy lắm. Nên em phải hỏi để em lấy kinh nghiệm. Đâu em nghe thấy ai cũng bình luận đó, Tuân chẳng ngây thơ tí nào. Chán ghê luôn. Đâu có chắc, sự thật lúc nào nó cũng bích lòng. Mà sự thật nó phải an bài thôi. Thấy không? Em thấy hôm nay bốn mặt một lời là em thấy rõ ràng không? Ok. Rồi là từ khi gặp bạn này bắt đầu có tình cảm là biết là mình thích gay á hả?
Dạ không, là cũng như lớp 12 là em cũng có cảm giác với bạn nam rồi. Nhưng mà kiểu như chưa có biết. Chưa có bộc lộ. Dạ đúng rồi. Còn Công thì bao giờ em nhận ra là em có? Dạ em nghĩ chắc là từ nhỏ rồi. Là từ nhỏ em thích chơi với mấy bạn nam đó. Mà em cũng có quen với mấy bạn nữ nữa. Mà quen thôi chứ không phải là yêu. Dạ, là kiểu như là mấy bạn nam cứ chọc hoài. À, là quen để cho khỏi bị non. Dạ ấy. Đúng rồi. Che mắt thiên hạ đó. Dạ. Vậy đến khi nào em có người yêu đầu tiên của em? Hồi học kỳ 2 năm lớp 12. Là lúc đó là một thầy giáo vừa mới tốt nghiệp chuyển về trường để thực tập. Thì lúc đó là thấy, nói chung là thầy từ thành thị về dưới nông thôn thì nhìn rất là đẹp, kiểu như là trắng trẻo, thơm tho gì đó. Ngon. Rồi, dạ ngon. Sẽ đó. Kiểu như là cũng tìm hiểu với thầy cỡ một học kỳ đó. Tới lúc mà em lên đại học luôn thì em không có quen nữa. Lúc mà quen nhau mấy người trong trường biết không em? Dạ không. Mà thầy đó kiểu giống như cũng gia đình cũng hơi khó đó. Nên là cũng không có gặp. Có nhiều khi là chỉ có lên trên trường rồi lúc đó em bồi dưỡng học sinh giỏi á, thì lúc đó thì mới gặp nhau. Cũng như đi ăn này kia, dẫn đi ăn. Vậy là quen lén á, dạ, quen giấu rồi. Mọi người dạ. Tại vì thầy mà dạ. Đâu có công khai được đâu dạ. Nhưng mà có gì không? Lúc đó là thầy kiểu giống là sợ lắm. Mỗi lần gặp em là phải cảnh giác dữ lắm luôn. Nói chung thầy thích nhưng mà thầy sợ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà hai người không gặp nhau nữa, quyết định mà không cắt đứt liên lạc có buồn không? À, cắt đứt liên lạc là do em. Em thấy không dạ. Tiến tới được, dạ, em rút đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại lúc đó là lúc mà em lên đại học thì là em gặp một cái anh kia. Kiểu giống như là thấy là hợp tuổi hơn. Tại vì hai đứa cách nhau có một tuổi à. À, lúc quen với thầy thì là nhiều khi là ví dụ như có thầy cô nào đó hỏi là thầy đó đầu cũng như là nghi ngờ là nghĩ là em là nói cho người ta nghe. Rồi đầu cũng hai người cãi nhau. Đúng không? Dạ. Rồi hai em đã come out với gia đình của mình chưa? Dạ, dạ rồi. Em come out rồi. Thì phản ứng của bố mẹ mình như thế nào em? Không nói trước đi. Thì em come out là năm 2013. Là lúc đó là em quen cái người thứ ba. Là lúc đó em nghĩ là quen hai người trước rồi thấy nó không tới đâu hết. Là người thứ ba rồi, với lại em cũng muốn chăm sóc cho người ta. Em đi chơi với bạn đó một tuần lễ là đi đi Hòn Sơn. Sau một tuần thì em dẫn bạn đó về nhà. Rồi em come out với mẹ. Cái vừa mới nói ra là mẹ em tán hai cái. Bác em quỳ xuống tán hai cái. Và mẹ em khóc quá trời luôn. Lúc đó mẹ mở tủ ra. Mẹ lấy ra một cái đôi giấy. Mẹ ghi là năm 2009 rồi. Năm đó là mẹ đã biết em là như vậy rồi. Tại vì mẹ tình cờ mẹ đọc được cái quyển nhật ký của em. Giai đoạn trước thì lúc mất của quyển nhật ký thì em nghĩ là chắc là em để lạc đâu thôi chứ không có nghĩ là mẹ lấy. Mẹ đánh em và mẹ khóc nhiều lắm. Rồi từ năm 2013 đến 2015 luôn. Mà quen kỳ luôn thì là khoảng thời gian đó nó rất là kinh khủng đối với em. Tại vì mẹ không có đồng ý như vậy. Là mẹ cứ dẫn em đi xem mắt người này người kia vậy đó. Kêu em bây giờ là đi cưới vợ đi. Nếu mà không cưới thì là thôi đi tu đi. Là ép buộc đó. Dạ. Trái ngược lại thì là ba của em thì là dễ hơn. Lúc mà biết thì là ba em có gọi em vào. Ba em hỏi em là vậy có thay đổi được cái gì không? Cái em nói là dạ không thay đổi được. Tại đó là bản tính rồi. Cái ba nói ờ vậy thì thôi. Lúc đó ba nói xong thì ba có lau nước mắt. Rồi xong rồi ba đi. Là từ đó về sau ba cũng không có bàn tới với chuyện đó nữa. Nói chung là ba là đồng cảm đó. Dạ. Nhưng mà đến bây giờ thì quan hệ của em với bố mẹ ổn? Thì ba mẹ của em thì rất là thương em. Nhưng mà chỉ có cái là mẹ thì là không có muốn như vậy. Là nói chung là mẹ cứ nói là cứ đưa cái chữ hiếu ra. Mẹ bảo là bây giờ là cưới đi. Bây giờ cho dù là cưới rồi xong rồi ly dị cũng được nữa. Thì em cũng hiểu là cái nỗi lo của mẹ. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là em mà cưới một cái người con gái đi, em sẽ làm khổ họ còn nhiều hơn nữa. Tại vì trước đó em cũng quen với lại một cái bạn nữ rồi, cũng dẫn về giới thiệu cho mẹ đó. Mà tới lúc mà chia tay rồi đó, là bạn đó bạn rất là đau khổ. Em nói ra mà bạn không tin luôn á. Rồi bạn cứ khóc hoài luôn là trong... Nói chung là không chấp nhận sự thật. Dạ đúng rồi. Rồi còn câu chuyện của Kỳ thì sao em? Em hả? Em thì come out năm ngoái. Lúc đó là tụi em có nhà trên Cần Thơ rồi. Là má. Tại vì mẹ của em thì em gọi là má. Má mới lên Cần Thơ chơi. Lúc đó mẹ của Công cũng lên nữa. Tại vì mẹ Công nói là thôi rủ má lên chơi đi. Tại vì
mẹ thật ra mẹ không chấp nhận gì thôi, nhưng mà mẹ vẫn thương hai đứa em lắm. Kiểu như mẹ chỉ sợ cái tiếng thôi. Lúc đó thì khi mà buổi trưa nghỉ trưa đó, cái mẹ không mau luôn, mẹ không mau với má luôn, chứ em không có nói. Mẹ nói mẹ, sao? Mẹ nói thì mẹ nói hai đứa đang quen nhau. Lúc giờ là lúc hai đứa quen á thì là mẹ cứ nói là không có ai thương hai con mà mẹ đâu, bởi vì nghe theo lời của mẹ đi. Bắt đầu mời má lên trên Cần Thơ chơi, nhưng mà mục đích chính của mẹ là muốn kể để xem phản ứng của má như thế nào. Ví dụ như má không đồng ý thì tách hai đứa ra, đồng ý thì cho luôn quen luôn. Dạ. Thì lúc mà lên đó thì là vừa mới ăn cơm trưa xong là má với mẹ lên trên lầu nghỉ đó, là mẹ đã nói rồi, mẹ nó nói ra luôn. Nhưng mà trước đó mẹ em biết không Kỳ? Dạ không biết. À chưa biết luôn. Dạ. Mà không lúc đó biết. Ông này cũng dữ lắm chị, là như là mẹ nói chuyện với má rồi thì má khóc kêu Kỳ qua. Là Kỳ vừa mới qua tới phòng thôi, là chưa kịp nói gì hết, cái đầu Kỳ phán một câu: nhiều lúc mà con suy nghĩ tới con như vậy á, tự nhiên con muốn tự tử luôn. Cái má nghe má xanh mặt hết trơn. Má bảo là có chuyện gì đâu, cái chuyện này thấy cũng bình thường mà có gì đâu mà phải tự tử chứ. Nói vậy là xong, là đồng ý luôn. Còn ba của Kỳ thì sao? Dạ, ba của em thì cực kỳ dễ luôn. Thì ba cũng chấp nhận hai đứa. Nói chung là về cái hỏi con dâu không về hả, con dâu không về hả. Dạ, dễ thương quá mà, bây giờ là hạnh phúc đúng không? Năm sau đám cưới nha, chị tổ chức cho. Tại em còn vướng một chỗ là của mẹ em á. Là mẹ là giáo viên đi. Là giáo viên mà có địa vị xã hội. Mà giờ bắt mẹ phải come out cho người ta nghe, tự mẹ nói ra thì sẽ không thể nào nói được. Rồi khi mà em quyết định come out ở trên chương trình này, thì anh nghĩ là cũng nhiều người bạn bè của mẹ cũng sẽ biết chứ. Dạ, yeah. Tại vì em không muốn để mẹ em phải tự nói lên cái tiếng nói của mẹ. Tại vì nếu mà mẹ nói mẹ sẽ rất là khó xử. Nó là lúc giờ mẹ cứ nghĩ là người ta không biết đâu, nhưng mà thật ra là nhiều người đã biết hết rồi. Nhưng mà mẹ không thể nào nói được, thì thôi để em tự mình nói ra, để tự mình như là đứng lên nói, chịu hết chịu áp lực. Dạ đúng rồi, chịu trách nhiệm. Với lại tụi em bây giờ là cũng ổn định hết rồi, nhà cửa rồi công việc này kia cũng ổn định hết. Nên là tụi em muốn nói lên cái tiếng nói của mình, bảo vệ được cái quyền lợi, cái hạnh phúc của hai đứa. Rồi cho anh tò mò về cảm giác của Công khi mà lúc trước là một người bảo vệ cho những bé ở trước, bây giờ qua Kỳ thì được Kỳ bảo vệ Kỳ bảo vệ lại. Nói chung là Kỳ kiểu như cũng còn ngây thơ lắm, nhiều lúc cũng nhõng nhẽo lắm, là ngủ cũng hay nằm vào lòng em không mà. Nói chung là em là cũng thích nhõng nhẽo mà cũng thích được săn sóc người khác, như là sen á. Nói chung là mình yêu nhau, mình hạnh phúc thì mình cứ công khai có gì đâu. Yeah. Cái chuyện đó rất bình thường mà. Thời buổi 4.0 rồi. Mạnh mẽ lên em ơi. Yeah. Chị nghĩ là gia đình hay là bạn bè của bố mẹ hay em thì cũng sẽ thông cảm và hiểu và thương hay em và chấp nhận hay em thôi. Tại vì tụi em yêu nhau, tụi em đến với nhau, tụi em làm ăn đàng hoàng, có nhà có cửa, rất là thành công, thì tại sao mà không ủng hộ. Yeah. Rồi thế trong quá trình hơn 5 năm yêu nhau đúng không? Thì có cái kỷ niệm tình yêu nào mà mình cảm thấy nó hạnh phúc đến nỗi mình không thể quên được không? Em nghĩ tới những điều mà không quên được là những cái khó khăn của hai đứa. Những cái khó khăn đó là làm cho mỗi khi mà hai đứa mà giận nhau quá hay là như thế nào muốn rời xa, nghĩ tới là đều ở lại. Hoặc là có cái khó khăn gì trong công việc, nghĩ tới cái khoảng thời gian đó, đều nghĩ là cái vấn đề hiện tại nó không là đáng là gì hết. Lúc khổ nhất mà còn vượt qua được. Dạ, đúng thì rồi. Tại sao bây giờ đang sống luôn về hạnh phúc mà làm, tại sao mà bỏ tay nhau đúng dạ, không? Đúng. Em kể kỹ hơn về những cái giây phút khó khăn đó được không? Thì là tụi em quen tới năm 2016 là lúc đó hai đứa tốt nghiệp đại học. Nhưng mà mẹ em phán một câu là bây giờ con học ngành đó là ngành tiên tiến của cái trường liên kết với lại nước ngoài rồi, tại sao mà con không đi du học? Tại sao mà con không tìm một cái công ty nước ngoài để làm, để cho nở mặt nở mày gia đình mà con lại đi kinh doanh online như vậy? Thì em nói vậy thôi thì con sẽ đi làm. Thế là hai đứa lúc đó là gầy dựng lên mà một đống mỹ phẩm rồi, sang lại cho người ta hết mà chịu lỗ tới 60%. Là hai đứa khăn gói đi qua Đồng Tháp làm, là làm cho cái công ty phân bón. Nói chung là khoảng thời gian đó là mới đầu vô hai đứa nghĩ là trải nghiệm. Nhưng mà càng làm càng cảm thấy nó rất là cực luôn. Tại vì tụi em vừa làm nhân viên thị trường để phát triển hệ thống đại lý, vừa làm kỹ thuật viên là đi ra ngoài đồng, đi ra ngoài vườn để hướng dẫn cho nông dân làm. Nhớ có một buổi đó là em với Kỳ đi ngoài đồng coi canh tác lúa.
thì đang đi thì em xỉu trên bờ ruộng, là xung quanh đó là nói chung là không có ai hết trơn. Kỳ thấy thì là ở phía xa xa cách cỡ mấy đầu ruộng luôn á là có một cái bình nước. Kỳ là phải chạy tới cái chỗ thùng nước đó lấy một ít nước về cho em. Nghĩ là hạ canxi á chị, lúc nào cũng mang canxi theo. Em nghĩ là mình bị hạ canxi thôi. Tới lúc mà nhậu với nông dân nhiều, uống rượu nhiều quá, thì là tới một buổi đó em đang uống với nông dân á, thì em ho ra máu. Kiểu như em không còn biết gì nữa rồi. Thì lúc đó là Kỳ chở em về bên Cần Thơ nhập viện. Lúc đó em nghĩ là chắc mình xong rồi. Khoảng thời gian đó Kỳ chăm sóc em nói chung là 24/24 luôn. Có nhiều đêm mà Kỳ thức trắng đêm để chăm sóc cho em. Thì sau một tháng mấy ở trong bệnh viện thì em hồi phục sức khỏe được. Là tiền hai đứa dành dụm nó hết luôn. Thì tới lúc mà hết bệnh rồi là còn 3 triệu trong túi không? Là hai đứa ra mướn nhà trọ, là tính là tiền nhà trọ là hết 900 ngàn. Là lúc đó là em phải chạy đi 2-3 công ty em xin việc làm. Là khoảng thời gian đó là em vừa mới bình phục thôi, là lúc đó em vẫn còn kiểu giống như là còn yếu lắm. Nhưng mà em thấy Kỳ lo quá trời, em chịu không nổi. Cái em cũng xin việc nữa, nhưng mà em làm được có một thời gian là em chịu không nổi, tại vì nó mệt lắm. Rồi hai đứa phải chắc chiêu từng cái một, mà càng thấy Kỳ làm thì em lại càng cảm thấy mình có lỗi. Ông này ông tự cao lắm chị, cái tính ông là tự lập tự cao lắm. Nếu mà nằm chỗ không chịu, phải làm ra tiền. Nói chung là em nhảy việc cỡ khoảng 2-3 tháng thì em xin vào được công ty của Kỳ làm, là hai đứa làm chung. Làm được chung một công ty luôn. Công ty luôn. Công ty của em á làm là làm tới 10 giờ. Làm tới 10 giờ tối, nhằm bữa trực là 10 giờ tối, nhằm bữa là qua đêm luôn. Xong rồi làm được thời gian cũng chịu không nổi cũng nghỉ. Đó lúc đó mới ra kinh doanh luôn. Là ông này ổng kiểu như mình, em thì em đi làm cho ổng ở nhà ổng kinh doanh. Xong em xây vốn trong kinh doanh mà cũng may mắn là làm nó thành công. Tới bây giờ. Vậy thế thì hai bạn có tật xấu gì mà muốn đối thay đổi không? Thật sự bây giờ em chấp nhận bạn, em không cần bạn thay đổi gì đâu. Nhiều khi thì em cũng cảm thấy bạn đó bạn lười biếng khúc đó thôi, nhưng mà nhiều khi em cũng giống bạn thôi. Kiểu như mình thay khuyên cho nhau để mình làm cho nó hoàn hảo hơn. Mà hai tụi em được cái là ví dụ như là nếu mà em mà bị bệnh thì là mọi công việc Kỳ lo hết, tất cả mọi thứ luôn, chăm sóc em kỹ lắm. Rồi lúc mà Kỳ bị bệnh thì em lại là người lo. Nhớ cái lần mà Kỳ đi cấp cứu, em phải ngồi trước cái cổng mà cấp cứu là hai lần rồi. Là Kỳ làm đến nỗi mà kiệt sức luôn á. Những cái kỷ niệm đó là tuy là thấy buồn nhưng mà tụi em lại nghĩ nó tạo động lực lớn lắm cho mình. Tại vì một người mà có xìu thì một người kia lại lên. ý là một người mà yếu thì yếu, cái phải mạnh. Mạnh, dạ. Giống như một người xìu một người lên, yeah. Giống như là như vậy thôi. Anh Tuân mà nói vấn đề đó, anh Tuân rất là nhạy, yeah. Và anh Tuân sẽ nghĩ ra một cái hướng khác, yeah. Rồi thế hai người có dự định gì cho tương lai của mình không? Dạ, tụi em cũng dự định nhiều. Tại hiện tại thì tụi em sống chung cũng có nhà riêng rồi, là công việc cũng ổn định rồi. Tụi em cũng đang muốn có một baby, cũng đang chịu áp lực của gia đình. Nói chung là bây giờ có thêm một baby nữa là ok. Rồi chị Khánh Chi có lời gì gửi đến hai em không? Thì chị thay mặt chương trình chúc hai em sẽ sớm có được một baby theo cái ước mơ của hai em, yeah. Và chị rất mong khán giả sẽ ủng hộ cho hai em mua thật là nhiều hàng cho bé Kỳ và thành công, để có nhiều thu nhập nữa. Hai em sẽ có tiền để mà sinh một em bé, để mà thực hiện ước mơ của mình. Và thay mặt chương trình thì chị sẽ gửi tặng cho em một món quà. Nó tặng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Thì là nhân chương trình này thì là em cũng cảm ơn chương trình Come Out đã cho tụi em có một cơ hội để kể về câu chuyện của mình, cũng giống như là để chia sẻ được là cái nguồn năng lượng, cái động lực của những cái cặp đôi. Không phải là những cái cặp đôi trong cái thế giới thứ ba này họ không có bền vững đâu. Tại vì họ bị tác động rất là nhiều thứ, nào là công việc, nào là gia đình, cuộc sống. Và cuộc sống. Em cũng muốn nhắn đây luôn đó là các bạn cho dù như thế nào, nếu mà mình đã yêu nhau rồi, mình hãy nghĩ tới là khi mà mình muốn kết thúc cái chuyện gì đó, mình hãy nghĩ tới lý do mà mình bắt đầu, để mình có thể được ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Anh Tuân có muốn nói gì không? Chúc hai em nhiều không? Thì chúc hai bạn sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Sau này tôi nghĩ là sẽ còn nhiều cái khó khăn lớn hơn nữa, nhưng mà các bạn đã vượt qua rất là nhiều những khó khăn cùng với nhau rồi, nên có thể là cái sức mạnh của hai bạn sẽ nhiều hơn, nên khó khăn nó không phải vấn đề nữa. Cứ nắm tay nhau mà đi thôi.